Rồi nãy giờ di chuyển cũng tới đồng rồi anh em ơi. Hiện tại xe kéo đang lên trước cây 100 lẻ. YouTube. Rồi, cây 100 lẻ đang đi lên anh em ơi, đang chuẩn bị leo đề nè. Đề này khá là cao nghe anh em. Ghê cao không? Đó. Dữ dằn chưa? Rồi, quay cái mương nữa mới được. Khá là nguy hiểm. Rồi, anh em mấy nãy giờ cũng mấy lần vào. Gì? Rồi. Cái này thì không có bán gom anh em, lúa này thì lúa Nhật. Đây lúa Nhật đây. Rồi, bữa nay anh em mình cùng xem giải trí đến kinh Dũng miền Tây mình ha. Ở đây thì cây 100 lẻ hiện tại đang chạy lúa Nhật anh em ạ. Hồi nãy giờ di chuyển thì đường cũng khá là xa. Đang qua cái mương. Đây, lúa này là lúa Nhật anh em. Hiện tại cây 100 lẻ đang chạy có bình nền nè. Hồi sáng thì đi 2-3 chiếc, bây giờ chỉ có một chiếc này. Tại lúc này thì trời nắng ráo cho nên chia nhau mỗi cây chạy một nơi anh em ạ, không có chạy chung. Đồng này cũng mới mở cái sọt luôn anh em ạ. Tiếp theo thì xe kéo. Đội hình xe kéo ở đây thì hai người à. Cây 100 lẻ này hiện tại đang chạy lúa Nhật anh em. Lúa Nhật giá bán hiện tại dao động 8.100-8.200 một ký anh em ạ. Thì bữa nay như gì với ngày mai thì không biết lên xuống ra sao mình không biết ha, chứ chủ ruộng mới hỏi thì nói là 8.100-8.200 dao động. Cái 100 lẻ này thì ở huyện Châu Phú chạy đồng vô đây thì đồng cơ anh em ơi. Động cơ của tỉnh Kiên Giang. Kiên Giang thì làm lúa Nhật nhiều hơn ở An Giang. An Giang chỉ làm lúa ngang thôi. Ba ngàn sáu trăm vòng. Máy này cũng nhanh quá nhanh. Gom này gãi ra đốt anh em mà, chứ không có lấy gom lúa Nhật ta ít có người nào mua lắm. Rồi tiếp tục xe kéo đang búa ra. Một tài một lơ. Quỷ diệt xe kéo mà.
Ở đây thì gần dương tràm bên kia đó là tràm đó anh em à. Ở đây gắn chuột dữ lắm luôn nhưng mà mở đồng thì chắc ít. Mới mở đồng cá chét anh em à. Sẽ kéo đàn ban theo à. Chơi chỉ có một tài một lơ à. Đây còn trăm lẻ chuẩn bị phanh cua qua nè. Rồi tiếp tục quất. Máy chạy tốc độ ghê lắm anh em ơi. Tém rồi kìa, dữ dằn không. Lưu nhật bao này cũng cỡ sáu mấy ký anh em ơi. Bao cỡ nhiêu ký? Dữ vậy hả? Bao này bao bự mà. Bao to quá to luôn. Trời, bao 70 ký. Khủng khiếp. Bởi không nổi luôn. Đây là chủ ruộng anh em ơi. Em gái chỉ mấy anh tài xế sẽ kéo chắc lúa. Tại cái đường nó hơi hẹp. Rồi chưa đầy anh em ơi. Lấy thêm. Quá trời chuyển mưa luôn anh em ơi. Hôm nay chắc cũng gần vô cơn bão hay sao á. Cơn bão cũng sắp đổ bộ nữa. Lúc này thì trời quá chuyển mưa anh em ơi. Cơn bão sắp đổ bộ vô đây nữa. Bà con tranh thủ để cắt trước cơn bão này. Rồi, như vậy thì trăm lẻ trẻ cái đường để cho xe kéo đi vô. Xe kéo không có đường vô, vô cái đường hồi nãy thì khó đi quá. Trẻ làm cái đường để đi vô. Ui, có mấy em gái ra bắt chuột nữa nè. Mới mở đồng chắc không có chuột anh em ơi. Đó, đang chẻ cái đường cho xe kéo đi vô. Lúc này thì trời quá mưa, mưa đọng trên. Ở đây dùng này ở đây làm lúa nhật là nhiều anh em, không có làm lúa ngang, làm lúa nhật không mà không có làm lúa việt. Rồi trăm lẻ mới vừa mở đường vừa xong nè, tôi sẽ kéo đi lên. Rồi đang ban lên nè. Cái đường hồi sáng khó đi quá, đường này dễ đi ha. Đường này thấp hơn. Tài ban lên luôn à.
Trời lúc này chiến mưa đen thùi lùi luôn. Xe kéo chật tóc quá đi gom lúa. Mưa ở trên đoạn trên quá mưa anh em ơi. Đây là mưa trắng che trên này luôn. Vô cơn bão à. Rồi, máy đậu lại, đang chạy vô phải đậu lại. Mưa mịt mờ hết trơn à. Rồi, trời cũng đang mưa. Mình xin tạm dừng video tại đây luôn anh em. Anh em đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Mình cảm ơn rất nhiều. Hẹn video tiếp theo luôn anh em. Tài xế lấy cái bao chùm lại luôn.